hai lúa đã quay trở lại rồi đây trong video clip này chúng ta tiếp tục đọc phần tiếp theo của chương business analysis planning and monitoring và phần này chúng ta sẽ nói về plan business analysis governance tạm dịch là quản trị kế hoạch phân tích nghiệp vụ ở đây chúng ta sẽ thấy là mục đích của cái việc mà quản trị BA này là để xác định cách thức đưa ra các quyết định về các yêu cầu về mặt thiết kế bao gồm về mặt xem xét, kiểm soát thay đổi, phê duyệt và ưu tiên. Các cái nhà phân tích nghiệp vụ chúng ta cần phải đảm bảo được là một cái quy trình được quản trị một cách về mặt thực hiện nè, về mặt phân tích nè để làm sao mà tất cả mọi thứ nó cần được làm rõ nè, nó không có bất kỳ sự cái sự mơ hồ nào trong quá trình mà chúng ta làm cái này các bạn thấy rất là rõ đúng không ạ khi mà các chúng ta làm các công việc dù là ITBA hay là non ITBA tất cả mọi thứ cái quan trọng nhất là làm sao để clear requirement làm sao để chúng ta làm làm rõ được cái niche, làm rõ được cái problem làm rõ được cái opportunity cái quy trình quản trị thì nó sẽ chúng ta cần phải xác định uh, những người ra quyết định chúng ta xác định những cái quy trình những cái, cái thông tin cần thiết thì mọi thứ chỉ là làm sao để mà chúng ta hỗ trợ cái công việc mà chúng ta ra quyết định thôi cái quy trình quản trị này mô tả cách thức thực hiện mà làm cách thức thực hiện các phê duyệt quyết định ưu tiên đối với các yêu cầu về mặt thiết kế khi hoạch định các cái cách tiếp cận quản trị các bạn ba cần phải xác định những cái nội dung sau đầu tiên là uh, cách mà làm sao để mà chúng ta tiếp cận và chúng ta đặt thứ tự ưu tiên. Có rất là nhiều công việc trong quá trình các bạn là phân tích và chúng ta cần phải xác định rõ cái cách tiếp cận làm sao để mà chúng ta đặt được cái thứ tự ưu tiên cái nào trước, cái nào sau, cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng. Tiếp theo đó là làm sao chúng ta cần phải xác định được là cái quy trình cái 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 làm sao khi mà chúng ta có ý kiến, có ý tưởng, có sự thay đổi gì thì làm sao chúng ta trình lên, làm sao chúng ta đưa ra ý kiến nè. Ai có thẩm quyền và trách nhiệm theo gì Ai có thẩm quyền và trách nhiệm để gia vào Chúng ta phải xác định Các bạn tiếp theo Đó là chúng ta phải có được là Ai mà chúng ta sẽ là người phân tích Ai mà chúng ta sẽ approve những cái thay đổi đó Tất cả mọi sự thay đổi Tất cả mọi thứ Chúng ta đều phải có tài liệu Đều phải được truyền đạt cho mọi người Cho các bên liên quan ở cái phần này thì nó một cách uh, lý thuyết á, thì nghe nó hơi bị nhập nhằn nghe hơi khó hiểu đúng không đối với các bạn làm itba thì cái phần này các bạn thấy là nó sao chúng ta là làm sao chúng ta để quản trị nè chúng ta thu thập thông tin từ người dùng nè thông tin thu thập thông tin từ khách hàng nè làm sao để mà chúng ta có thông tin rồi có yêu cầu rồi chúng ta mang về chúng ta sắp xếp chúng ta phân loại chúng ta phân tích rồi sau khi chúng ta phân sắp xếp phân loại phân tích rồi thì ai là người kiểm soát, ai là người approve và cũng như là chúng ta sẽ có những cái tài liệu mà các bạn rất là quen thuộc đối với Atbi đó là BRD, URD vân vân rồi đối với các bạn làm non IT thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có các cái nội dung liên quan tới việc là làm sao mà chúng ta có thể thu thập được thông tin từ người dùng làm sao là chúng ta có thể trình bày làm sao chúng ta sắp xếp trình bày cho các bên liên quan cho các C level vân vân để mà họ approve xác nhận là ừ những cái đó là chúng ta phân tích là ok rồi đó rồi làm đi À, chúng ta sẽ có những cái tài liệu về mặt cái strategy plan có những cái tài liệu về làm sao để trình bày presentation nó thì các bạn thấy là về mặt quản trị ở đây á, thì nói chung á, chúng ta sẽ nhìn theo một góc nhìn là một cái kế hoạch các cái bước các cái bước các cái step cũng như là các kế hoạch đó các cái step đó các cái cách làm đó nó cũng sẽ là được document lại nó cũng sẽ được làm tài liệu lại đó là cái hướng chung về cái những liên quan tới việc là làm sao để chúng ta có thể quản trị được cái việc mà chúng, trong công việc chúng ta làm ai Chúng ta cùng xem cái sơ đồ. Thì về input đầu vào thì chúng ta sẽ có hai thứ đó là Business Analysis Approach và Stakeholder Engagement Approach. Đó là hai cái nội dung trước mà chúng ta đã học. Cái đầu tiên mà chúng ta thấy là Business Analysis Approach. Cái việc mà kết hợp phương pháp phân tích và phương pháp quản trị là cần thiết để đảm bảo cái sự nhất quán như các phương pháp tiếp cận. Cái thứ hai là nói về cái việc mà chúng ta xác định các cái bên liên quan để làm cái gì? Để mà chúng ta hiểu được các nhu cầu, này nắm được cái mức độ cộng tác, nắm được cái mức độ giao tiếp của họ và cũng như là xác định cách mà các bên liên quan tham gia vào dự án. Các cái cách tiếp cận hợp tác này chúng ta có thể dựa trên các cái kinh nghiệm trong quá khứ, dựa trên các mối quan hệ, dựa trên các phương pháp quản trị khác nhau. Đó thì các bạn thấy là đối với hai cái này thì cái phương pháp tiếp cận và cái, cái stakeholder liên quan nó quyết định được là ừ, cái dự án của chúng ta sẽ được làm như thế nào, chúng ta cắt xếp ra sao, quản trị như thế nào, quản lý cái công việc như thế nào, vân vân rồi tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các cái thành tố để mà hình thành nên để mà làm nên cái việc mà làm sao để plan BA governance. Vấn đề đầu tiên đó là decision making. Cái việc ra quyết định sẽ được thực hiện xuyên suốt initiatives tức là các cái ý kiến, các cái sáng kiến, các cái đề xuất vân vân. Các cái stakeholder có thể đóng cái vai trò khác nhau trong quá trình các bạn lên quyết định. Thứ nhất là các stakeholder sẽ tham gia vào việc là thảo luận đưa ra quyết định nè. Các cái stakeholder họ có thể là các cái subject matter expert tức là các cái chuyên gia để mà đưa ra những cái kinh nghiệm, cái kiến thức, những cái kỹ năng chuyên môn. Các cái stakeholder họ cũng sẽ review các cái thông tin, review các cái bài đề xuất, review các cái chủ trương các cái... và cũng như là các cái stakeholder là những người sẽ là quyết định là người sẽ là phê duyệt người phê duyệt các cái decision đó thì các bạn sẽ thấy là cái quá trình ra quyết định nó nó là một cái vấn đề rất là quan trọng khi mà các bạn ở góc độ quản trị chúng ta có rất nhiều cách tiếp cận chúng ta có rất nhiều stakeholder nhưng mà mỗi cách tiếp cận nó sẽ đưa ra những cái thông tin khác nhau mỗi stakeholder cũng sẽ đưa ra những cái đề xuất những cái thông tin rất là khác nhau thì cái việc ra quyết định đó là một trong những khâu rất là quan trọng về mặt quản trị quá trình ra quyết định xác định điều gì sẽ xảy ra khi mà các nhóm các cái stakeholder các cái uh, bên liên quan vân vân họ không thể đạt được sự đồng thuận các uh, bằng cách là chúng ta làm sao có thể là đây cũng là cái lý do mà các bạn sẽ thấy là bất kỳ một cái dự án bất kỳ một cái điều gì chúng ta cũng cần có một cái người cái người đó sẽ đưa ra tất cả những cái quyết định cho khi mà có sự conflict khi mà mọi thứ nó không có sự đồng thuận quy trình kiểm soát từ thay đổi trong quá trình làm việc các bạn sẽ có rất là nhiều các yếu tố về mặt thay đổi đầu tiên ở góc độ về một ba các bạn sẽ cần phát triển một cái quy trình kiểm soát về thay đổi chúng ta sẽ có các cái thành tố sau thứ nhất là xác định quy trình yêu cầu thay đổi Xác định yêu cầu và thiết kế các quy trình kiểm soát thay đổi bao gồm mà xác định xem quy trình đó áp dụng cho tất cả các thay đổi hay là chỉ áp dụng cho một số cái thay đổi khác nhau. Quy trình này trình bày chi tiết các bước để mà đề xuất thay đổi khi nào có đề xuất thay đổi, ai có thể đề xuất thay đổi và cách truyền đạt yêu cầu thay đổi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là trong dự án nếu như chúng ta không có bất kỳ một kế hoạch, chúng ta không có bất kỳ một cái thống nhất nào ngay từ đầu là ừ, khi nào có thay đổi, khi nào được thay đổi, ai được thay đổi, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều luồng ý kiến chúng ta sẽ có rất là nhiều cái góc độ khác nhau mà không biết làm sao để mà xử lý luôn cái việc đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là không phải ai không cũng có được thay đổi và chúng ta phải có những cái quy định cụ thể là ai được thay đổi thay đổi khi nào quy trình nào tới bước nào thì được thay đổi còn sau đó thì không được thay đổi vân vân và vân các bạn thấy về mặt quản trị chúng ta phải có những cái luật những cái để mà làm sao cho cả team theo cái luật đó để mà đảm bảo cái cái project, đảm bảo cái công việc nó được xuyên suốt. Cái yếu tố thứ hai là xác định các yếu tố của yêu cầu thay đổi. Xác định thông tin cần được đưa vào một đề xuất để hỗ trợ việc ra quyết định và thực hiện nó để được chấp thuận. Các thành phần có thể xem xét đối với một yêu cầu thay đổi. Đó là thứ nhất là những cái ước tính liên quan tới chi phí và thời gian. Cái thứ hai là những cái lợi ích, những cái tác động, những cái lợi ích gián tiếp và trực tiếp vào cái thay đổi đó. Tiếp theo đó là những cái rủi ro. Những cái rủi ro liên quan tới việc là đưa ra những giải pháp sáng kiến có thể là hay đó nhưng có thể gặp rất nhiều rủi ro. Priority, thứ tự ưu tiên trước sau, rồi cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng, cái nào làm trước, cái nào làm sau. Các quy trình hành động, các cái uh, quy trình này bao gồm việc đánh giá các thành phần của yêu cầu thay đổi, ví dụ như là chi phí, thời gian, rủi ro và mức độ ưu tiên. Coi như là cái cost ở đây không phải là khoa học mà cái cost ở đây là một số cái giống như là một cái workshop những cái sự trao đổi vân vân để mà cho các bên liên quan, cho các cái team project team vân vân để mà đề xuất những cái thay đổi đó, đề xuất những cái yêu cầu đó, đề xuất những cái request đó để mà làm sao cho cái người mà có quyền quyết định đó, người ta sẽ căn cứ vào những cái để mà cái người đó quyết định đó người ta chốt điều, người ta không có bị lan man, người ta có đưa ra những cái quy định chính xác. Sẽ, uh, xác định uh, những cái thay đổi này sẽ được lên tài liệu nó có được đưa vào tài liệu hay không hay là một cái mail một cái note một cái chat sheet một cái uh, một cái ghi nhớ là được hay là chúng ta phải là một cái tài liệu một cái rất rõ ràng Tại vì các bạn thấy là có những cái sự thay đổi nó sẽ nhiều nhưng mà có những thay đổi rất sẽ nhỏ thôi chúng ta không có nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải là note không phải lúc nào chúng ta cũng phải làm tài liệu hay là lên một cái tài liệu dữ dội làm cái gì cả và tiếp theo chúng ta sẽ thấy là làm sao để mà nó được truyền đạt. Nó có thể truyền đạt bằng một cuộc họp, nó có thể truyền đạt bằng một cái presentation, nó có thể truyền đạt bằng email vân vân. Và cũng như là các cái sự truyền đạt này á nó sẽ được phê duyệt, nó sẽ được hoãn lại hay cái gì đó thì nó sẽ được thông báo như thế nào. Tiếp theo đó là những cái liên quan tới việc là làm sao những cái tác động, những cái thay đổi này nó tác động như thế nào, những cái thay đổi này nó sẽ chịu trách nhiệm bởi một cái nhân sự nào, bởi ai ai sẽ là người đề xuất, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, ai sẽ là người làm tài liệu, ai sẽ là người làm này nằm kia vân vân, tất cả mọi thứ chúng ta phải tác tương tác động. Ngoài ra cái việc tác động này chúng ta cũng phải phân tích ví dụ như là các bạn thấy làm ITBA đi chúng ta sẽ thấy là đôi khi những cái sự thay đổi nó làm tác động tới cấu trúc phần mềm nó làm tác động tới giao diện nó làm tác động tới database vân vân có rất là nhiều yếu tố mà chúng ta phải phân tích khi mà chúng ta chấp nhận một cái sự thay đổi nào đó và cuối cùng là ai sẽ là người phê duyệt ai sẽ là người việc bao gồm chỉ định ai có thể phê duyệt các thay đổi và thông tin phân tích mà quyền hạn của họ bao gồm những cái gì thì các bạn sẽ thấy là chúng ta thường trong quá trình làm việc đó chúng ta sẽ có những cái mô hình, ví dụ như là mô hình RACI, chữ R, chữ A, chữ C, chữ Y. Thì cái mô hình RACI này, cái RACI, cái ma trận RACI này sẽ giúp cho chúng ta có thể phân bổ công việc, chúng ta có thể sắp xếp quyền hạn trách nhiệm của từng người, từng người, từng đối tượng một cách dễ dàng. Các bạn có thể nghiên cứu thêm ở ngoài cái mô hình RACI này tiếp theo, chúng ta sẽ xem là cách mà chúng ta có thể ưu tiên, có thể xây dựng những cái tiêu chí, những cái góc độ ưu tiên nói về cái thứ độ ưu tiên thì các bạn sẽ nghĩ tới những cái góc độ về mặt thời gian, về mặt giá trị mang lại, về mặt các yếu tố phụ thuộc, hạn chế về mặt nguồn lực, các cái pháp luận đưa ra rất là nhiều để mà chúng ta có thể xác định được là cái vấn đề, cái toy, cái problem vân vân nó sẽ được ưu tiên như thế nào. Khi mà lập kế hoạch cho cái quá trình ưu tiên này thì các bạn BA có thể quyết định dựa trên những cái yếu tố sau. Thứ nhất là cái hình thức và tính chặt chẽ của quy trình ưu tiên cái thứ hai là những cái người tham gia vào việc sắp xếp thứ tự ưu tiên cái thứ ba là những cái quy trình được quyết định mức độ cái quy trình quyết định mức độ ưu tiên sẽ được diễn ra như thế nào bao gồm các thành phần như thế nào chúng ta có thể có các thành phần ví dụ như là kỹ thuật sẽ được diễn ra như thế nào và cũng như là các cái kỹ thuật ưu tiên nào sẽ được đưa vào sử dụng những cái tiêu chí để mà sử dụng trong việc ưu tiên ví dụ như là các tiêu chí về mặt chi phí về mặt rủi ro về mặt giá trị Cách tiếp cận nào cũng cần xác định những bên liên quan nào sẽ có vai trò trong việc sắp xếp thứ tự ưu tiên. Đây cũng là cái mà các bạn thấy là khi mà chúng ta làm về các công việc VA, chúng ta luôn phải có cái context, luôn phải có cái stakeholder join vào để mà đảm bảo được là các cái nội dung mà chúng ta plan, các cái nội dung mà chúng ta phân tích, các cái nội dung mà chúng ta, các, các cái nội dung về mặt hoạt động đó, nó đều thỏa mãn, nó đều đáp ứng được cái hoàn cảnh context và nó sẽ đảm bảo được là thỏa mãn các cái nhu cầu của các bên liên quan khác nhau để mà phê duyệt các bạn phải đảm bảo làm sao á, là các cái thỏa thuận này, các cái sự đồng thuận này, các cái nội dung các cái thỏa, uh, các sự trình bày các sự discuss vân vân của các bên liên quan nó phải được là chính xác đầy đủ và có đủ chi tiết để mà chúng ta có thể nắm được thông tin để mà chúng ta approve thời gian và tần suất phê duyệt phụ thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của sự thay đổi mức độ phức tạp của dự án và các rủi ro liên quan BA phải xác định loại yêu cầu và loại thiết kế cần được phê duyệt, thời gian phê duyệt và quy trình cần tuân theo các cái được phê duyệt này. Chúng ta phần phải có những cái quy trình và các những tiêu chí vân vân và và cái cuối cùng mà chúng ta phải có xác định được ai là người phê duyệt. Khi mà hoạch định cái quy trình phê duyệt các bạn phải xem xét cái văn hóa của tổ chức. Ví dụ như là các cái tổ chức nó có cái sự gọi là rõ ràng, nó có cái sự cứng nhắc hoặc là đôi khi các cái tổ chức nó liên quan tới việc là họ thường sẽ có những cái yêu cầu về mặt có đầy đủ dữ liệu, có đầy đủ các cái approve point, có cái đủ các cái thông tin để mà người ta xử lý các cái các cái thông số kỹ thuật, các cái phân tích thống kê vân vân. Đôi khi các cái tổ chức người ta sẽ cứng nhắc như vậy, ờ, nhưng đôi khi á, có những cái tổ chức những cái văn hóa người ta sẽ thoải mái hơn, người ta sẽ yêu cầu về mặt sáng tạo và cho phép sáng tạo nhiều hơn. Thì nếu như mà cái ý kiến của bạn nó hợp lý, thì đôi khi người ta sẽ approve luôn, người ta sẽ xử lý luôn. Đó là lý do vì sao chúng ta phải xem xét văn hóa của từng công ty. Cuối cùng là lập kế hoạch cho các vấn đề phê duyệt có cũng bao gồm lịch trình của các sự kiện phải xảy ra. Tại vì các bạn thấy là đôi khi xếp đi công tác thì sao? Ai phê duyệt cho các bạn? Và cũng như là sẵn cái sự sẵn sàng và thái độ của tham gia của các bên liên quan không có trường phê duyệt. cái này thì nghe trong về mặt lý thuyết trên BI Box các bạn sẽ thấy là hơi bị mơ hồ. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn sẽ thấy là có thể là ở đôi khi là một cái người nào đó là một cái key point về mặt cái việc tuy nhiên họ khá khó chịu họ họ cài nhây họ làm gì đó nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều về cái tiến độ phê diệt cho nên là các bạn khi mà lập kế hoạch về phiêu diệt về mặt tiến độ phê duyệt thì các bạn cũng nên xem xét về mặt tính cách về mặt văn hóa vân vân những thành phần nào đã tham gia để mà các bạn có một cái kế hoạch phê duyệt có một cái quy trình phê duyệt được xây dựng một cách phù hợp đảm bảo được tiến độ dự án được xử lý một cách nhanh chóng chứ nó sẽ không bị bottleneck nó không bị thắt cổ chai ở những cái điểm ở những cái nhân sự ở những cái phòng ban mà không hợp tác gặp phải một cái sự như là khó chịu cứng nhắc hoặc đôi khi là hai các bên nó chơi nhau vì sao các bạn phải rất là cẩn thận khi mà các bạn lên một cái kế hoạch phê duyệt này rồi ở phần galley Tools, những cái hướng dẫn và công cụ các bạn thấy là ở cái nội dung này nó không có nhiều nó hầu như nó liên quan tới các vấn đề về mặt quy trình về mặt phê duyệt về mặt quyền hạn vân vân thì đối với các cái hướng dẫn về mặt công cụ này chúng ta sẽ có các cái công cụ mà hỗ trợ trong quá trình các bạn xây dựng thứ nhất là các bạn sẽ có những cái công cụ ví dụ như là đánh giá hiệu suất làm việc các bạn sẽ có như kpi chẳng hạn hoặc là bây giờ chúng ta sẽ có những okr rồi các bạn sẽ có những cái về mặt uh, chính sách mà sẽ có những yêu cầu về mặt chính sách các xác định các cái giới hạn mà các quy định phải được đưa ra chúng có thể mô tả được mà bằng hợp đồng nè bằng luật pháp bằng quy định vân vân current state description mô tả cái trạng thái hiện tại cung cấp cái bối cảnh mà công việc cần được hoàn thành cung cấp cái bối cảnh về mặt công ty về mặt kinh doanh thông tin về mặt pháp lý về mặt quy định các cái mô tả các quy tắc lập pháp là các cái quy định phải tuân theo và có thể được sử dụng để giúp phát triển một cái khuôn khổ đảm bảo việc ra quy định một cách đúng đắn thì các bạn thấy trong tất cả mọi thứ nó đều phải có legal tất cả mọi thứ chúng ta đều phải đảm bảo về mặt luật pháp các cái techniques thì các bạn sẽ thấy là đây là những danh sách những cái techniques mà chúng ta sẽ áp dụng về stakeholder các bên liên quan chúng ta sẽ có các cái stakeholder có thể join vào cái việc của các bạn plan BDA governance. Thứ nhất là về SME. Thì hồi nãy chúng ta đã nói là chúng ta cần phải có những cái người có chuyên gia có chuyên môn để mà tư vấn về mặt công việc cho chúng ta. Ví dụ như là chuyên môn chuyên gia người ta có thể tư vấn về thứ thứ tự ưu tiên chẳng hạn. Quản lý dự án, regulator, những cái bên mang quản lý và những nhà tài trợ. Nhà tài trợ có thể ấp đôi khi nhà tài trợ người ta sẽ áp đặt những cái yêu cầu riêng của họ và kết quả đầu ra của cái này đó là xác định các cái bên liên quan có trách nhiệm và quyền hạn để đưa ra quyết định về công việc về mặt phân tích ba mà bao gồm ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập các thứ tự ưu tiên ai sẽ chấp nhận các thay đổi cũng như là phân tích ai sẽ chấp nhận các thay đổi khi mà các bạn đưa ra các cái phân tích nó cũng sẽ quy định những cái quy trình sẽ được sử dụng để quản lý các thay đổi và về yêu cầu và thiết kế trong tầm một kháng kiến mình cũng tóm lại là nó sẽ liên quan tới việc là làm sao chúng ta xác định các bên liên quan nè chúng ta xác định các cái bên mà chúng ta sẽ có thể là phê trình chủ trương và phê duyệt chúng ta cũng sẽ xác định các cái quy trình làm việc để mà đảm bảo làm sao cái công việc được xuyên suốt đây là một cái phần trong cái chương về mặt BA Planning and monitoring khá là ngắn Tại vì nó liên quan tới các cái quy trình, liên quan tới các cái phần liên quan, liên quan tới về mặt quản trị thôi, nó không có dài Thì hy vọng là những cái nội dung về đọc này thì sẽ giúp cho các bạn trong quá trình các bạn tìm hiểu về BA Box Hai lúa cho các bạn